Giả sử một ngày có 24.000 giờ. Hết giờ kiểm tra rồi, các em mau nộp bài đi, đừng viết nữa. Later. Ba ơi, con về rồi. À, hôm nay con nghỉ hè rồi. Nghỉ mấy ngày? Được nghỉ một ngày, rồi ngày mai sẽ đi học lại. Trời, sao nghỉ nhiều vậy cô? Dài hả ba? Con nghe ông nội của thầy ông nội con nói, hôm trước họ nghỉ hè đến 3 tháng lận. Mỗi ngày có 24.000 giờ, thì nghỉ 3 tháng đến 2.160.000 giờ lận. Ba, thôi chúng ta đừng nói nữa. Đến giờ ăn bữa cơm thứ 1.800 trong ngày hôm nay rồi, con hư đớ rồi. Được rồi, bây giờ ba đi siêu thị mua 500 kg thịt bò, 2.000 kg đùi gà về làm cơm. Còn có đến mấy nghìn bữa cơm chưa có làm kịp nữa. Ba đi đây. Dám cướp trần của tao. Alo, ai vậy? Tao lớp trưởng nè. Hả? Lớp trưởng hả? À, xin lỗi nha, đã một ngày không gặp rồi, tôi quay mất mặt mày rồi. Thầy mới phát 800 kg bài tập nè. Cái gì? 800 kg bài tập? Mày mau lấy xe lên trường kéo về đi. Ừ, tao biết rồi, để tao qua kéo về liền. Các em tập tự nghe thông báo, do mỗi ngày thầy đều kế giờ nên đã dạy lố hết 100 tiết học của học kỳ sau rồi. Nên 100 tiết này thầy sẽ nhường cho thầy giáo thể dục. Học thể dục thấy hả thầy? Không phải bình thường các em thích học thể dục lắm sao? Một tiết thể dục là 1.000 giờ, vậy 100 tiết thể dục là 100.000 giờ rồi.